Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của TF. Thì chắc hẳn là khi mà anh em đọc được cái tiêu đề video thì cũng biết là cái nội dung của cái video này thì mình sẽ nói về cái gì, đúng không? Đó, đây, mình đang nói về cái tài khoản đó chính là Diana Diva. Thì hiện tại cái tài khoản này đang có cái cấp độ là cao nhất thế giới nha mọi người. Đấy, mình xin nhấn mạnh lại là cao nhất thế giới nha. Bởi vì ấy, cái người đứng top 2, đây, mình không nói đến cái ác phụ nữa nhá, thì họ chỉ có cấp độ là 3.800 hay sao bên server mình luôn. Đây là tiểu cửu vĩ nha mọi người, bởi vì hai cái nick này thì đều sở hữu của anh Valery, GM Valery. Thì cho những bạn nào chưa biết thì đây, anh GM Valery chính là anh Nguyễn Hữu Vượng đấy nha mọi người. Đó, anh này thì trước đây thì chính là bên admin của Liên minh điện thoại Việt Nam, làm cho bên Garena. Và anh này cũng sở hữu một cái kênh TikTok khá là nổi tiếng, đây 4,45 triệu lượt thích, 1,5 triệu follow ở trên TikTok nha mọi người. Đó, thì anh này thì nói chung là trước khi mà mình chơi bên Liên Minh Thoại ấy, thì mình có quen, bởi vì là mình được anh ấy hỗ trợ khá là nhiều đấy, các thứ về Liên Minh Thoại thì có gì thì mình đều nhờ anh hỗ trợ. Tuy nhiên thì năm 2021 thì anh đã nghỉ rồi mọi người ạ. Đây thì cũng có, vẫn còn tin nhắn thì là anh nghỉ rồi, cho nên là mình cũng không còn nhờ hỗ trợ nữa. Mà trước đây ví dụ như một số sự kiện nó bị lỗi hoặc là những cái vấn đề gì ở trong game đấy thì mình sẽ báo cho anh này để anh ấy sửa lỗi đó. Thì anh này sở hữu cái AGM để anh ấy có thể làm các thứ ở trong game, ví dụ như là diệt hack, tố cáo hack, hay là anh ấy có thể điều chỉnh các cái thông số trong game, ví dụ như cấp độ. Thì bởi vì là anh ấy thích cái số 11.111 cho nên là anh ấy chỉnh hết cái ác này của anh ấy, ngày xưa là 1.111. Tuy nhiên thì hiện tại thì cái tài khoản này theo mình được biết ấy, thì đã được bán anh em ạ. Đó, thì cái điều này mình cũng vô cùng là thắc mắc và băn khoăn, bởi vì là mình nghe cái giá thì cũng khá là căng, đó là 100 triệu đồng mọi người ạ. Tại sao lại có cái giá đấy? Thì đây, mình sẽ cho anh xem về cái phần nội dung tin nhắn mà của một bạn nói chuyện với một chủ shop ạc. Đấy, đây thì nhạy cảm quá, đây level 11.111, nhưng giá gắt quá, nếu đi lại được thì đổi 20.000 rương, viên mỗi loại 10k, trứng mỗi loại 1k, đúng là artbook của khác đấy. Và để xem nào, đây con này không đăng được, thiếu 3 skin, nhưng mà tháng 6 thì sẽ add full cho mình đấy. Nó report thì chắc bay quá, thì bạn này nói luôn là có bảo hành cách tiền nếu bị report đấy, thấy kìa. Và ác này bây giờ không vào được đấy, thì phải cái gì đây, bán 100 triệu hả, gửi qua đi xíu anh lốc áp chụp bán cho đó, bên kia không cho lốc đủ tiền thì lấy ác đấy, thấy chưa. Có nghĩa là cái tài khoản này thì đã được sở hữu bởi một người khác rồi mọi người ạ, không còn của GM Valery nữa đấy. Tại sao lại thế? Tại vì mình thấy đổi tên liên tục mọi người ạ. Mà trước giờ anh GM Valery hơn chục năm ở bên Liên Minh Thoại thì anh không bao giờ đổi tên cả. Đấy, hai cái app của anh ấy đều là vẫn là để Valery hoặc Irela đấy. Thì những cái bài đăng về cái vấn đề tài khoản này thì cũng được bạn bè quốc tế bàn luận rất là sôi nổi. Đây, một cái bài đăng trên Reddit đây nha anh em nhé, mình sẽ để link dưới phần mô tả video. Thì họ cũng đã thông tin về cái việc là tại sao cái tài khoản Việt Nam lại có cấp độ 11.111 đấy, và bỏ xa cái người top 2 là tiểu cửu vĩ là 3.832 đấy, và ông No Life Fin ở bên server EU là 3.656, thì cách đây là 3 tháng nha mọi người. Thì mọi người bàn luận rất là xôn xả về cái việc là tại sao cái tài khoản này lại có cấp độ cao như thế. Vậy thì có gây ra sự bất công cho những người mà cày cấp độ chân chính không đấy? Thì cũng một số bạn nói là cái tài khoản này là thuộc của GM cho nên là nó mới được như thế, chứ còn cày chay thì sẽ không bao giờ được nha mọi người. Bởi vì đây, bảng xếp hạng ở đây hiện tại nhá, Diana Diva là cao nhất này, Ark Valery 90 thì vẫn là thuộc sở hữu của anh GM Valery nha mọi người. Nếu như đúng ra ấy, thì khi mà cái bên nhà phát hành Garena đã không còn liên quan gì đến điện thoại thì hai cái tài khoản này sẽ phải được bên Riot thu hồi, chứ không có việc là thương mại hóa, mua bán hay là sử dụng. Bởi vì bây giờ bạn không còn là GM của bên Liên Minh Thoại nữa thì làm sao mà được sử dụng hai cái tài khoản này mà bạn add skin hay add các cái mẫu mắt vào được đấy. Và hôm qua thì có một người đi khoe, đây đây, Hương Thu Võ đây, vào chụp ảnh các thứ hồ sơ, đây chắc chắn là phải vào được nick thì mới xem được chứ anh em. Đây, cái này là lúc này chụp chắc là cách đây khoảng một tuần rồi, cho nên ở đây anh em có thể thấy là mẫu mắt các thứ biểu cảm nhá, gần full nhá. Đó, đây xếp hạng biểu tượng thách đấu cao thủ là full hết, anh em thấy không, các mùa luôn nhá. Mà không có chuyện là tại sao lại vừa đạt của cao thủ lại vừa đạt của cả thách đấu cùng một mùa, không có chuyện đấy anh em ạ.
ví dụ bạn được cao thủ thì bạn chỉ lấy được cao thủ, chứ không có chuyện bạn lấy được cả vàng bạc bạch kim đúng không? Đấy, nhưng mà ác này lấy được đó thì chắc chắn là cái ác này là ác GM rồi. Mà ác GM thì ở Việt Nam hay ở quốc tế thì cũng chỉ có hai cái ác đấy là có cái cấp độ cao nhất. Nên là đây 11.117 đấy, từ lúc đầu là 11.111 đúng không? Đấy, phải sau đổi tên là GM Mimi. Đấy, hôm qua thì đổi tên thành là Anh Quân Hà Nội đó. Và nếu như anh em nào mà hay chơi sự kiện đua tốt các thứ thì sẽ biết về cái bạn Anh Quân Hà Nội này, cũng là một đại gia ở ngoài Hà Nội và chuyên đua tốt các cái sự kiện ấy. Đó, thì lên cấp độ 11.119 và hôm nay thì lại đổi tên. Đây, mình mới check ra nha anh em. DNDBA thì đã đổi tên thành là như này rồi. Đó, và cái này thì vẫn thông tin thì vẫn như thế thôi. Và ngoài ra thì vẫn còn một cái nick nữa là Valery 90. Thì bởi vì đấy anh Vượng này anh ấy sinh năm 90 mọi người. Đấy, Valery sinh năm 90 thì anh để tên như thế. Và đây, ác này bạn có thể thấy thần hỏa đổi thành 666 này. Thấy chưa? Đó, thần hỏa đổi được nhá. Tuy nhiên thì cái ác này có vẻ là hình như là không chơi hay sao mọi người ạ. Cho nên là không có lịch sử đấu. Còn ác này là mới được nhá. Mới được búp lên như này thôi. Chứ trước đây, đây cách đây 3 tháng thì bên Reddit này họ thống kê là bên Việt Nam thì người thứ hai mới chỉ có 3.800 thôi. Mà tự dưng bây giờ lại có thêm một cái ác nữa thì mình không hiểu tại sao lại như vậy. Đáng lẽ ra thì cái tài khoản như thế này thì sẽ phải bị thu hồi nhá mọi người. Chứ không có chuyện là bây giờ lại búp tràn lan xong lại bán thương mại hóa này thì mình nghĩ là không nên. Đây, còn đây cách đây là 3 năm, năm 2020. Thì bên phía fanpage của LOL New này họ cũng đã đăng bài này, 4.3 nghìn lượt thích này, 466 bình luận, 2.6 nghìn lượt chia sẻ về cái chuyện là tại sao GM bên phía bên Việt Nam lại điều chỉnh cấp độ tài khoản lên cao như này. Đấy, nó có ảnh hưởng gì đến những người chơi chân chính người ta cày cấp độ không? Đó. Và việc mà bị thương mại hóa như này là mình nghĩ là không nên. Đó. Thì cái video này thì mình cũng muốn up để cho mọi người thấy là cái việc mà cái tình trạng bên server Việt Nam mình nó vẫn còn nhiều những thứ hỗn tạp quá mọi người. Ồ đây, No Life Fin với Token Silit thì mình cũng biết từ lâu rồi anh em ạ. Đây hai top level ngày xưa. Tuy nhiên thì hình như Token Silit thì không cày nữa rồi, còn mỗi No Life Fin là ông ấy vẫn cày thôi. Còn bên phía Việt Nam mình thì vẫn là top anh em ạ. Các server khác thì cũng ít người cày cấp độ lắm. Cho nên là Việt Nam mình vẫn là bá nhất thôi. Đấy. Tiểu Cửu Vĩ bây giờ là cao nhất rồi này, 3.900 này mọi người. Anh Bia là 3.001 này. Anh Hải Hà Nội 2.002 này. Đó, gã Du Mục cũng 1.900 này. Thấy chưa? Đấy, top ở bên mình nhá. Gragat này cũng 1.400. Còn nick mình thì không đủ tuổi. Mình không làm trong top 100 luôn. Bởi vì nick mình có cấp độ 400 năm mấy thì không ăn thua. Đó. Thì cái video này thì mình cũng muốn chia sẻ cho anh em về cái những vấn đề xung quanh cái tài khoản GM. Mà chắc hẳn là nhiều bạn thắc mắc về cái việc là bây giờ tôi chơi sự kiện này, tôi đổ bao nhiêu tiền này, rồi thì tôi phải kiếm rất là nhiều những cái ví dụ như các cái đợt sự kiện ấy để đua top hay gì thì mới có thể sở hữu được trang phục. Đấy, nick mình thì mới 1.498 thôi, mà cái nick của GM kia thì chỉ cần add code vào một phát là lấy full các thứ, thích gì lấy đấy, thì cũng bó tay đấy mọi người ạ. Đó, cho nên là thôi. Nói chung là cái video này thì mình cũng up lên để cho mọi người biết về cái tài khoản mà mọi người đang thắc mắc. Còn những cái vấn đề mà liên quan thì thôi, mình xin không được phép bàn luận. Bởi vì là cái chuyện mà mua bán hay gì thì thông tin thì nó cũng chẳng có bằng chứng mà đi tố cáo làm gì, mà mình chẳng rảnh đâu mình đi tố cáo đâu các bạn ạ. Rảnh đâu mình đi tố cáo làm cái gì. Đấy đúng không? Thì thôi, họ khoe thì họ cứ khoe thôi, còn đâu việc mà cái tài khoản này nếu mà sau này bị report hay như nào mà có bị bay hay không thì cái đấy thì mình cũng không biết nha mọi người. Ok, và chắc có lẽ là cái video này thì cũng phải tạm dừng ở đây thôi. Thì mình rất là mong anh em sẽ ủng hộ mình bằng cách đó chính là like, subscribe kênh YouTube và đừng quên là ấn vào cái chuông để luôn luôn nhận được thông báo mỗi khi mình ra video mới nha. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn lại mọi người ở các video lần sau nha. Bye bye mọi người.